Tháng 1 là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè, tháng 4 tháng 5 nghỉ hè, tháng 6 tháng 7 mùa hè mới xong, tháng 8 vác cuốc ra cày, tháng 9 đóng lại đi chơi vài ngày, tháng 10, 11, 12, thôi thì tới đó nghỉ đông cho rồi.